Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi học kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Đề 1 thời gian làm bài là 45 phút. Phần 1 La Mã trắc nghiệm khách quan. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Tức là khi trả lời câu hỏi thì sẽ có 4 đáp án thì các em sẽ khoanh tròn cái chữ cái đầu tiên trong cái đáp án đúng, tức là khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Rồi bây giờ các em sẽ cùng vào làm cái phần trắc nghiệm khách quan. Câu số 1, nông nô được hình thành chủ yếu từ A. Tướng lĩnh quân sự, B. Nông dân, nô lệ, C. Quý tộc, D. Nô lệ. Thì các em đã biết nông nô thì được hình thành từ chủ yếu từ nông dân và nô lệ. Như vậy thì ở câu số 1 này các em sẽ chọn đó là đáp án C. Thì khi làm bài thì các em sẽ khoanh tròn ở đây, cô tô màu cho các em dễ nhìn. Tức là nông nô được hình thành chủ yếu từ, cô xin lỗi, từ nông dân và nô lệ. Rồi tiếp theo câu số 2, hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là A. Phật giáo, B. Đạo giáo, C. Nho giáo và D. là Lão giáo. Thì cái hệ tư tưởng đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc đó chính là về Nho giáo. Như vậy thì ở câu số 2 này các em sẽ chọn đó là đáp án C. Các em sẽ khoanh tròn đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 3, người đã dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất nước ta vào thế kỷ 10 là A. Ngô Quyền, B. Đinh Bộ Lĩnh, D. Lê Hoàng và D là cô sẽ ở C. Lê Hoàng và D là Nguyễn Huệ. Thì cái người mà đã dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất nước ta vào thế kỷ 10 đó chính là Đinh Bộ Lĩnh. Như vậy thì câu số 3 này các em sẽ chọn đó là đáp án B. Rồi tiếp theo câu số 4, giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là hai giai cấp chính của A. Xã hội chiếm hữu nô lệ, B. Xã hội nguyên thủy, C. Xã hội phong kiến và D là xã hội tư bản chủ nghĩa. Thì giai cấp ở đây, giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là hai cái giai cấp chính của xã hội phong kiến. Tức là như vậy thì câu 4 này các em sẽ tìm xem xã hội phong kiến. Như vậy thì các em sẽ chọn đó là câu C. Giai cấp địa chủ và nông nô tá điền là hai giai cấp chính của xã hội phong kiến. Rồi tiếp theo câu số 5, Lý Thường Kỳ xây dựng phòng tuyến chống quân Tống thế kỷ 11 tại A. Ải Chi Lăng, B. Dọc sông Cà Lồ, C. Cửa sông Bạch Đằng và D là dọc sông Cầu. Thì Lý Thường Kiệt đã xây dựng cái phòng tuyến chống quân Tống thế kỷ 11 tại dọc sông Cầu. Như vậy thì câu số 5 này các em sẽ chọn đó là đáp án D, dọc sông Cầu. Rồi tiếp theo câu số 6, nhà Lý xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám để làm nơi A. Hội họp các quan, B. Đón các sứ giả nước ngoài, C. Vui chơi giải trí, D. Dạy học cho con vua quan mở trường thi. Thì các em đã biết thì nhà Lý đã xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám đã để làm nơi dạy học cho các con vua quan và mở trường thi. Như vậy thì câu số 6 này các em sẽ chọn đó là đáp án D. Nhà Lý xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám để làm nơi dạy học cho con vua quan và mở trường thi. Rồi như vậy thì các em đã xong phần trắc nghiệm. Sau đây thì các em sẽ qua cái phần tự luận. Câu số 1, nêu những cái thành tựu lớn về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.
Thì văn hóa Trung Quốc, những cái thành tựu về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến có những cái thành tựu đó là: đầu tiên là về tư tưởng thì có nho giáo, văn học thì có những nhà văn và tác phẩm nổi tiếng. Về khoa học kỹ thuật thì có thành tựu về giấy, in, la bàn, thuốc súng, vân vân. Về nghệ thuật thì có cũng có. Rồi bây giờ tiếp theo là câu số 2. Trình bày cách đánh địch độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075, năm 1077. Thì cách đánh địch của độc đáo của Lý Thường Kiệt là: năm 1075, nhà Lý chủ trương tập kích sang Châu Ung, Châu Khâm, Châu Liêm, đất Tống, giành thế chủ động bất ngờ, xây dựng phòng tuyến sông Cầu, tấn công để tự vệ. Cuối năm 1077, đọc bài thơ thần. Cuối năm 1077, vượt sông Như Nguyệt tập kích doanh trại địch, chủ động kết thúc chiến tranh bằng thương lượng giảng hòa. Rồi tiếp theo câu số 3. Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075-1077. Thì ở đây ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thì có ý nghĩa đó là đập tan âm mưu xâm lược thôn tính Đại Việt của nhà Tống, thể hiện cái lòng yêu nước, ý thức độc lập dân tộc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề thi học kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu cảm thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Linh để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.